Các em sinh viên thân mến, chúng ta đã làm đến cái bài 7 là update cơ sở dữ liệu. Ở đây cái phần mà chúng ta thêm vào đây, đấy, các bạn nhìn thấy thêm rồi nhé. Bây giờ chúng ta thử lại cái đây. Chúng ta thấy là đây là danh sách được tạo khi chúng ta sửa, sửa sẽ như này. Và khi mà chúng ta gọi hiện danh sách. Hiện danh sách thì nó đã đưa cho chúng ta một cái form để hiện ra danh sách. Form hiện ra danh sách như thế nào thì cái form đó đã bị mất khi mà chúng ta sửa, đúng không? Thế vậy ở trong cái file danh sách này, các bạn làm cho thầy hai cách. Tức là đầu tiên kiểm tra nếu tồn tại hồ sơ nhé. Nếu tồn tại hồ sơ thì tức là ta khi ta nhấp vào cái nút sửa đấy thì nó sẽ chuyển cái biến hồ sơ lên và chúng ta sẽ được được một cái form. Form đó có giá trị value đã được nhận là cái giá trị mà chúng ta truy vấn để nó được item họ tên. Đấy. Nếu tồn tại này. Còn nếu không, nếu không nhá, nếu không ở đây thì chúng ta nhìn thấy này, nếu tồn tại hồ sơ thì nó làm tất cả trong bên trong là bao gồm có thân của nó, gồm có for each là dùng để duyệt những các item và chuyển ra biến. Còn cái nút này là nút gì, nút ghi vào, nút ghi vào. Thì bây giờ thầy sẽ thêm một cái nữa là else ở đây, nếu không thì nếu không thì thế thì ta phải chặn một cái nút ở đây và ta mở một cái nút ở đây đấy, đây đấy, và chặn đấy và các bạn copy cái form này xuống, copy cái form xuống. Form này là nó thu nhỏ lại thôi, nó thu gọn lại thì chúng ta chỉ việc copy thôi. Rồi ta nhớ thì khi mở rộng cái form này ra thì chúng ta phải xóa đi cái value này bằng rộng, đây là thêm mới thì value đây bằng rộng, sửa thì value nó mới có hiện là này, thì cái này là chúng ta value là chúng ta bằng rộng nha. Rồi chúng ta rộng rồi, đây là tuổi rộng này là nó không có gì, đúng không? Không có hồ sơ thì nó không làm. Thế bây giờ ta chạy lại cái này, hiện danh sách. Đấy, thì này, đây là thêm mới. Và thầy gắn thêm một cái nút thêm vào đây bằng cách là ở cái chỗ M, ở cái chỗ div này, côn MD bằng 3 thì thầy thêm một cái nút là gì? Thêm vào. Tức là gọi luôn cái gì? Gọi luôn cái đường dẫn đây. Đấy, hiện danh sách này. Chính cái này mà. Đây, chính. Vâng, rồi. Đây nha. Đây. Từ cái chỗ index này đến phần hiện danh sách là đến đây. Đó. Còn bay URL là chính là từ chỗ public quay trở về đây. Chỗ này là bằng bay URL nhé. Là bay ở đâu đây, bay ở đâu đây, bay URL đây. Đấy. Xong nối vào index ra là ra đến đây. Nên là thêm, thêm như thế này nhằm mục đích gì? Khi ta ấn thêm thì nó sẽ hiện lên trên này, nó chạy ra cái này. Còn khi mà ta ấn ghi thì nó sẽ ghi vào. Còn ấn sửa, sửa thì nó lên đây Đỗ Thị Hồng nữ này, rồi Đỗ Thị Hương này, Trần Minh này, lên đây. Thế vậy trong cái phần sửa này
Ở trong phần đây các em chú ý cho thầy, nó có hai form, một form của if, một form của else. Form của else thì value bằng rộng, form của if thì có value. Đấy, đây là form của if là có hồ sơ nhá, thì nó sẽ ra đây. Còn không có hồ sơ thì nó sẽ, form của nó sẽ không có cái value này. Đấy, bôi nó ra, nó hiện trở lại. Hiện trở lại, theo ý như thế nhá. Còn cái chỗ phần này, phần này thì chúng ta thấy form nó value bằng rỗng. Đấy, value bằng rỗng, 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 đúng không? Rồi, thế trong cái form mà đi lên trên, đây chỗ này chẳng qua là phân đoạn thôi, là hai cái if và else thôi nhá. If cuối cùng đây rồi, xong rồi. Thế bây giờ trong đây, bây giờ thầy mới thêm một cái nữa. Thầy mới thêm một cái trong cái form này, thầy thêm một cái trường nữa. Không cần deep đâu các bạn ạ. À, các bạn deep cũng được các bạn. Các bạn có thể chia làm vạch nữa cũng được. Deep, deep là vạch, nó debation đấy. Deep nha. Đấy, kệ nó, thệ được. Rồi các bạn thêm cho thầy một cái là input. Input type kiểu, kiểu của nó là bằng hidden. Bây giờ thầy nói cái hidden làm gì? Hidden là cái không hiện ra, nó giấu đi, nhưng nó nhận cái ID của cái mã sinh viên, nhận cái ID của hồ sơ sự item này trong cái bảng mà cách của chúng ta đấy, mã sinh viên. Hidden nhá, thầy cho tên là name bằng thế. Cái camera này nó chạy nó chậm quá, thầy có thể tắt nó đi các bạn nhé, thầy tắt nó đi vì nếu mà để cho người dùng nhìn thấy thầy đang dạy mã sinh viên. Đó, tên là mã sinh viên, value ở đây thì các bạn cho thầy là bằng, đây chúng ta là item ID sinh viên. Đó, đây là một cái cột trong bảng của chúng ta, cột tăng tự động, để nó nhận cái giá trị này khi sửa thì nó update được, còn nếu không nó sẽ không update được, nó sẽ không biết là cái hidden này nó chuyển sang. Hidden này là một cái thuộc tính, gọi là, người ta gọi là một cái kiểu trong form nó dùng để giấu giá trị mà không hiện ra, để truyền sang bên kia, tránh cái tin tặc nó biết được mã sinh viên. Các bạn hiểu chưa? Thêm này value này, các bạn có thể để cho thêm một cái nữa đi. Bằng mã sinh viên. Đó. Rồi. Thì bây giờ các bạn đã có name là mã sinh viên rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về xem cái navigate của chúng ta. Đây là cái điểm sinh viên này, ID sinh viên đúng không? Thế thì nó, chúng ta mới họ thêm giới tính tuổi, thì bây giờ update nó phải cần ID. Thêm mới thì chúng ta không cần ID biết, chúng ta không cần biết ID trước, còn update thì chúng ta phải cần ID để nó nhận sang, nó mới biết được nó update được. Còn nếu không nó update vào đúng người khác thì sao? Đấy, thế là ID nó bị thêm mới nhảy thôi. Chính vì vậy là thầy cần là gì, giữ cái biến ID. Đấy, giữ biến ID đây. Đấy, ID sinh viên bằng mã sinh viên ở đây. Thế sau khi xong được rồi thì bắt đầu chúng ta mới quay trở về cái controller này. Controller này ta cho vào cái hàm ghi nhé, hàm ghi sinh viên đây. Đó. Đây. Đó, bây giờ thế chắc nhá.
Rồi nhá, bây giờ cái này nó nặng quá thì tắt nó đi. Nặng cái camera mà, đúng không? Tắt tắt nó đi, không ghi nữa. Để nó nhanh, máy của thầy nó chậm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy ra một cái là ID sinh viên bằng zip. Đấy, chúng ta cũng lấy theo form nhé. Zip này get request yêu cầu. Đó. Bằng get va mã sinh viên. Đấy, lấy ở bên form nó ra nhé. Mã sinh viên. Nó nhận cái gì? Chính là nó nhận cái mà ở đây. Nhận cái mã sinh viên này. Name value này. Nha, nó nhận ở đây. Các bạn chú ý cho thầy là nhận ở đây. Được chưa? Với giá trị là bằng giữ lại. Giữ lại cái phần kia. Bây giờ chúng ta lên đây. Đó, mã sinh viên. Được chưa? Nhớ này nha. Đấy, mã sinh viên. Được chưa? Và chúng ta ghi ít ESET ID sinh viên. Ít ESET ID. Tức là nếu tồn tại mã sinh viên và hai cái này nhé, và ID sinh viên khác nôn thì chúng ta mới làm cái việc này. Nếu nhá, nếu cái này bằng tồn tại này và khác nôn này khác là nó có thể thêm một dấu chấm than và dấu bằng, các bạn nhớ chưa? Đấy, thì ta copy cái data này lên trên. Đó. Copy data lên trên. Được chưa? Ok. Nha, còn dưới này là thêm mới. L thì thêm mới, đúng không? Rồi, bây giờ ta đang chỉnh sửa cái phần ghi đấy. Đó, thì rồi chúng ta mới zip. Gọi cái phương thức ghi ra. Mỹ Điền. Rồi, chúng ta mới có là update sim. Where là gì? Là tại chỗ ID đó. Phải data. Đó. Nếu không thì L nha. L thì ta mở ra cho này và ta cắt cái phần này vào trong. Đó. Rồi xong. Cái redirect này chúng ta cũng cắt vào trong. À, copy lên trên phần trên. Đó. Thế là chúng ta thấy này. Nếu kiểm tra mà ID tồn tại thì update. Đường dẫn ở đây, thầy cho nốt đường dẫn lên đã. Copy. Nó báo lỗi, đúng không? Đường dẫn của cơ sở đấy. Rồi. Kiểm tra có nôn ta làm cái này. Còn nếu không có tồn tại biến ID đó và ID bằng nôn thì nó sẽ làm cái mới, thêm mới. Bây giờ chúng ta chạy thử nhé. Rồi bây giờ thầy sửa bạn Nguyễn Thế Thành. Sửa. Thầy cho là Nguyễn Thế Cường chẳng hạn.
bạn chú ý nhé. Rồi, rồi chúng ta sửa, ta làm được xong cái này là ta ngon đúng không? Là xong cái phần hồ sơ và ta chỉ còn phần điểm thôi. Phần điểm thì ngon quá đúng không? Viết được những kia rồi ta sẽ làm phần điểm. Rồi Nguyễn Thế Cường, nam tuổi bây giờ để cho là 2 năm. Đây các bạn mình chú ý nha, nó sẽ thay đổi Nguyễn Thế Thành ở đây. Đấy, ta ghi vào. Ta thấy nó có bị sao? Ồ, chưa thay được đúng không? Sửa lại nhé. Ồ, Nguyễn Thế Cường. Đúng không? Quê Hà Nội. Tuổi 46. 46. Tuổi 42 năm đi. Rồi ta ghi vào. Ta ghi vào thì chúng ta thấy Cường chưa xuất hiện, vẫn chưa được update đúng không em? Chưa được update, vậy ta phải tìm xem nó lỗi ở đâu. Đó, ai đi sinh viên đây, chúng ta thử va đăng chỗ này xem nhé. Va đăng ai đi sinh viên. Được chưa các em? Rồi ok. Thì bây giờ chúng ta thử xem nó có chạy ra nhé. Ta sẽ bịt cái này, bịt cái này đi một cái. Ta chạy. Sửa. Rồi Nguyễn Thế Cường ra 18. Đấy, nó ra ID sinh viên là 18. Được chưa nhỉ? Ra ID sinh viên là 18 rồi. Đấy, và bảng của chúng ta là quay lại đúng Nguyễn Thế 18 đúng rồi. Ra được chỗ đó rồi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần update thôi. Update. Đấy, đến đây là ngon rồi nhé. Bây giờ thì xem chỗ update của nó. Ra update của nó thì kiểm tra update xem. À, di đơn cái này nữa. Update cái phần này là phần thầy lấy mẫu của phần book thôi. À, bây giờ chúng ta vào trong quản lý điểm. Update, à chúng ta chưa có phần return. Đó, hai cái này giống nhau rồi. Và phần này chưa phần return. Phải return nó mới được. Rồi các bạn chú ý thay trong mô đồ phần update sinh viên nhé. Các bạn thêm cái dòng là return. Return DB after effect lâu, tức là nó sẽ có hiệu lực. Rồi bây giờ thầy sửa này. Ra 18 rồi nha, thì bây giờ ta thay trong, ta chuyển lên đây, ta bỏ này ra, bịt nó bỏ ra nhé, đừng dẫn bỏ ra nhé, bỏ ra nhé, rồi coi như ngon rồi đến đây rồi, rồi bỏ này đi, bỏ cái phần kiểm tra đi,
Đấy, ta để nguyên như này. Ta xem lại nhé. Cường ID 18. Đấy. Để chúng ta xem nó có cập nhật đúng ID 18 không. Ta cho là 25. Đúng cái này rồi. Thì bây giờ thầy thêm cái này nữa xem nó có làm được cái này không. Và đăng data. Đấy, thầy bịt cái này đi. Đừng dẫn đi. Trở lại đi. Xem nó ra cái gì. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta chuyển đến đây. Nào bây giờ đấy, làm lập trình nhiều khi nó lại xảy ra những trường hợp như vậy. Ta phải biết cách làm lỗi, xóa lỗi đúng không? 25 à. Rồi Nguyễn Thế Cường tuổi 25. Vậy thì cái thằng mô đồ này có vấn gì, đề gì ở đây không? Where data, bây giờ thầy xem book của nó. Chúng ta vào đây rồi copy cái này. Đúng ở tất cả các vị trí rồi. Chỉ không biết là còn đúng ở đây nữa không. Zip table, đúng rồi, zip table rồi. Update data where rồi, đúng rồi. Where data. Where data, đúng rồi, thầy vẫn làm đúng. Tại sao nó lại không chạy ra? Đúng, đồng chí Cường ghi rồi. Đồng chí Cường này là ghi rồi. Đồng chí Cường ghi rồi. Họ tên, giới tính, tuổi, quê rồi. Tại vị trí này rồi. Đường dẫn này rồi, ra đây rồi. Đây thêm mới rồi. Đấy, thế mà tại sao nó chưa được chỗ này. Bạn xem lỗi ở đâu. Trần Thị Hoa sửa nhé. Trần Thị Hoan được hả? Thị Hoan thì cho nó là 23. Xem chúng làm cái kết nó ra chưa. Update. Chỗ nào mà đúng được thì các em đi áp dụng nha. Chỗ chưa đúng là thầy đang sửa lỗi cho các em phải đợi nhá. Rồi ok, để thầy xem lại. Hồng Đỗ Thị Phương.
thích phương dây tính độ quy. Đấy, 21. Rồi thì bây giờ cái lệnh que đấy, à chết rồi, thầy lấy cái ID sinh viên này. Thì ở trong que này các em chú ý cho thầy, trong navigate của chúng là ID sinh viên. Vậy thì que của chúng ta phải là thế này. Các em cho thầy một cái bên này vào đây nhá. Đấy, chúng ta ghi là ID sinh viên này. Lúc này nó sẽ trỏ vào cái này, trỏ vào cái ID đây. Đấy, vẫn như vậy đúng không, nhưng mà chúng ta cho tắt vào không được, ta phải chỉ rõ nó ra, chỉ rõ đó là ID sinh viên, là cái biến chúng ta lấy là ID sinh viên. Đấy, còn data là giữ nguyên, đường dẫn trở về cái bảng hiện lên sách luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại nhé. Rồi bây giờ thầy sửa bất kỳ một đồng chí nào xem sao. Thầy sửa bạn Nguyễn Thế Thành đi, vẫn là cái bạn to nhất, bạn đang dạy chúng ta đấy. Đấy, để cho là 25 Nguyễn trở thành Nguyễn Thế Hùng. À, được chưa, bạn Thành thành bạn Hùng nhá. Ở ta ghi này, ta ghi xem nó chạy như này. Ô thầy 18 bạn thành bạn Hùng rồi, đúng chưa? Đấy, xong ngon rồi. Bây giờ ta sửa bạn Hoa nhé. Hoa thành bạn Hoàn. Bạn Hoan đi, vì chưa giấu. Tuổi 30. Rồi chúng ta ghi Hoan xong. Ok chưa các bạn? Đấy, Hoan nhé. Rồi đấy, chúng ta đã làm được đúng không em? Rồi còn bạn thêm mới thì thêm vào đây. Đây là thêm mới. Thêm mới ghi thì ngon lành đúng không? Thêm mới ví dụ bây giờ thầy nhận là Vũ Văn Quang, giới tính nam, quê Bắc Giang, tuổi là 21. Ghi đây, Vũ Văn Quang, Bắc Giang, tuổi 21. Xong rồi. Thế vậy các em lưu ý cho thầy ở cái chỗ này. Update qua các em chỉ rõ cái mảng. Các em chỉ cần cho nó vào móc vuông này thôi. ID sinh viên là tên của cột trong bảng. Còn giá trị là lấy ở mã sinh viên thông qua cái gì? Cái biến hidden đây. Đó. Biến hidden ở một cái ô trong phần sửa. Sửa thì value nó có giới tính hết nhá. À, value nó có giá trị hết. Value họ tên này, value giới tính này, value quê này, value tuổi. Thế còn thêm mới thì các value là bằng rỗng. Đấy. Và thêm mới là các value bằng rỗng. À. Vậy thì chúng ta đã làm xong. Chúng ta đã làm xong một cái hồ sơ sinh viên gồm cả ghi cả sửa đều ở nút một nút ghi thôi. Đấy. Bây giờ thầy sửa bạn bạn Hương này nhé. Thầy sửa thành bạn Đỗ Thị Hương nhé. Bây giờ Đỗ Thị Hương là duy nhất trong bảng này. Chúng ta Đỗ Thị Hương là O20 đúng không? Tức là mã số sinh viên O20. Bây giờ có nhầm một tí thì chợ là Đỗ Thị Lan Phương Hương chẳng hạn. Bây giờ bạn ấy thay là có thêm một chữ Lan bằng chữ tuổi, bạn ấy có thể lên là đến 50 chẳng hạn. Đấy, các bạn nhìn nhé, Đỗ Thị Lan Hương 50 tuổi, cập nhật vào Đỗ Thị Hương 20 tuổi. À. Đấy. Đỗ Thị Lan Hương Yên Bái 50 tuổi. Đấy. Ngon chưa các em? Đấy, quá ngon rồi đúng không?
chúng ta thấy là một cái framework rất là hay giúp chúng ta lập trình các website. Thế thì từ trước đến nay các em chưa hình thành trong đầu của chúng ta là đi lập trình là như nào, đi làm công ty như nào. Thế nhưng mà chúng ta đã làm được một cái phần nhập hồ sơ này là một cái thành tích vô cùng đáng khen ngợi. Các em làm theo thầy, chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy, thì các em sẽ đạt được những cái mong muốn của các em. Phần sau thì chúng ta sẽ nhập điểm khi có họ tên rồi và ID rồi, thì chúng ta sẽ cho điểm vào như thế nào, nó cũng tương tự như này thôi, ta cũng tạo form cho điểm các bạn nhé. Rồi chúc các bạn thành công trong sự nghiệp của mình. Và tất cả cái này là đúng lì xì ở các công ty làm việc. Các em cứ mang copy cả cái bộ mà các em đã lập trình, các em mang lên trên hot và nhờ người ta cài đặt, thế là website chúng ta chạy đấy. Thế còn một trang web đẹp thì nó gồm thêm các menu ở trên này, hình ảnh sống động vân vân, thì chúng ta cũng từ cái nhỏ này chúng ta làm ra cái lớn, các bạn hiểu chưa? Đấy, các bạn đã làm được những cái việc này rồi, xóa sửa thêm thì đây rồi đấy, thêm mới cứng đúng không, sửa đây rồi đấy, xóa đây rồi. Ví dụ thầy xóa bạn qua bạn Hồng 123 nhé, đấy hết rồi, tụt xuống luôn đúng không. Sau thầy còn dạy các em cách đảo ngược danh sách, có thể là danh sách cuối cùng lên trên xuống dưới thì rất đơn giản thôi. Rồi bây giờ chúng ta muốn muốn đảo ngược thông tin, đảo ngược thông tin. Đảo ngược thông tin thì các bạn vào đây, các bạn vào mô đồ nhé. Bây giờ ta đảo ngược thông tin nhé. Đó, vào mô đồ đi. Bây giờ cái mà chúng ta sử dụng cái hàm get file all sinh viên này, chúng ta chỉ thêm một dòng lệnh nữa là ngon order by nhé, ID sinh viên. Đó. À, DSC là Dead Ascending, còn ISC là Ascending. Thì câu lệnh này là gì? Sắp xếp hồ sơ bài sinh viên sao cho ID sinh viên của chúng ta lộn ngược, trở về xếp từ cao xuống thấp. Ta thay cái dòng này rồi thì chúng ta chạy lại ta thử xem. Đây, thêm nhé, lộn ngược đúng chưa, bạn Quang sẽ bạn thấp từ trên lộn chưa. Đấy các bạn nhìn không, chỉ thêm một câu lệnh này nó đã lộn ngược danh sách rồi. Đấy, lộn ngược danh sách order by sinh viên nhé. Order by ID sinh viên là cái cột mã sinh viên, còn death là descending, giống như ở trong Word ấy, ascending là theo chiều tăng, còn descending theo chiều giảm, thì nó sẽ lộn ngược lên để chúng ta nhìn thấy được là bạn nào vừa nhập vào. Ví dụ đây thầy nhập là Trần Mạnh Tường. Đó, giới tính là nam, wow, quê là Hưng Yên, tuổi là 23. Thế bình thường danh sách ta nhập theo chiều tăng thì nó sẽ lộn xuống cuối cùng, còn bây giờ nó sẽ hiện luôn ở đây, các bạn nhìn thấy đi. Đấy, Trần Mạnh Tường. Đấy, đúng không em? Đấy, Trần Mạnh Tường. Ngon lành hình đào chưa? Xong rồi nhá, bây giờ thầy kết thúc video ở đây, các em chú ý theo dõi cẩn thận.